Nhân kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020, chiều 19 tháng 6, đoàn khối các cơ quan trung ương tổ chức hội thảo nâng cao bản lĩnh chính trị của nhà báo trẻ khối các cơ quan trung ương trong giai đoạn hiện nay. Tại buổi hội thảo, các đoàn viên thanh niên, các nhà báo đã tập trung trao đổi thảo luận về vấn đề bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà báo trẻ nâng cao bản lĩnh chính trị của nhà báo trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhận diện, đấu tranh với thông tin bịa đặt, xấu độc. qua đó đặt ra các yêu cầu chủ động học tập, tiếp cận và làm chủ các phương tiện truyền thông mới đối với nhà báo trẻ trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội. Đoàn thanh niên đài tiếng nói Việt Nam cũng mang đến hội thảo hai tham luận xung quanh vấn đề chủ động tiếp cận phương tiện truyền thông mới và đạo đức nhà báo trẻ trong bối cảnh một trung không.